Chào mừng đến với Karate Kid, một bộ phim tên là Võ Nhật nhưng mà nói về một người Trung Quốc dạy kung fu cho thỏi Kit Kat có dreadlock này để đấm nhau với chính đồng bào của mình. Đây là Dre Parker. Như truyền thống của gia đình Parker thì Dre cũng mồ côi bố. Hai mẹ con Dre phải chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc để sinh sống. Sau một chuyến bay dài dằng dặc, họ đến nơi. Dre đang chưa biết phải kỳ vọng gì ở cái chốn thiên an môn này thì Harry Osborn đây chủ động đến làm quen với Dre. Và thanh niên này cũng là người bạn đầu tiên của Dre tại Trung Quốc. Harry giúp Dre xách đồ và dạy cậu một khóa tiếng Trung nhập môn. Cao Nỉ Mara xin chào, nhớ chưa? Harry hẹn gặp Dre một lát sau ở công viên. Trong lúc đó thì Dre tranh thủ ngó qua căn nhà mới của mình. Nhìn chung là cũng ổn, trừ việc chương trình TV thì hơi vàng so với màu da của cậu. Thực ra là với cả tôi. Mẹ bảo Dre đi tìm thợ sửa ống nước, chú Han ấy, để sửa bình nước nóng cho mẹ. Chú Han là một người quan trọng trong cái phim này, nhưng mà đấy là về sau, còn bây giờ thì... Không được chú Han chào đón, Dre bèn ra công viên chơi với Harry. Cái bóng rổ này, motherfucker, mày biết ai phát minh ra bóng rổ không? Tạ không biết. Mấy thằng này nhắm mắt cũng chơi thắng được Dre. Cậu đang chuẩn quan đánh bóng bàn, tính bắt nạt mấy ông bác già nhưng mà còn thua thảm hơn. Đơn giản là vì Wee Ching Chong play ping pong bro. Tuy bị bón hành và mồm nhưng Dre vẫn thu hút được sự chú ý của một cô bé ngồi gần đó. Dre tiếp cận một kiểu, yo, muốn thử thanh sneaker của this sneaker không? Tính đã thả lưới chuẩn bị kéo, thì có một thằng từ đầu xuất hiện phá cục nói chuyện giữa hai đứa. Đấy bảo bỏ ta mà, mẹ à mày. Hai bên trao đổi chiêu thức, thực ra là một bên. Harry cố gắng can ngăn, nhưng mà chỉ có một thằng ngu mới đi solo với một thằng Trung Quốc trên chính đất nhà nó. Đáng buồn là Dre trông cũng không khôn ngoan lắm. Cậu cố gắng tấn công lại, kết quả là ăn nguyên combo của thằng kia. Xăng bắt lửa, diễm mị bắt cóc, và ai đó đến bắt mạch cho thằng này với. Ngày đầu tiên của Dre ở Trung Quốc kết thúc như thế. Ngày hôm sau Dre đến trường, dù đã cố gắng che giấu vết bầm nhưng mẹ cậu vẫn phát hiện. Bà vô cùng lo lắng cho con trai, nhưng con của bà nên lo lắng nhiều hơn. Vì mấy thằng hôm qua tấn cậu cũng là học sinh ở đây. Không gì xóa dịu nỗi đau nhanh bằng một cô gái. Dre gặp lại cô bé hôm qua, biết được cô tên là Mỹ Anh. Mỹ Anh vừa rời đi thì cái thằng hôm qua lại đến. Đây là Trình. Gia đình Mỹ Anh và Trình thân nhau nên thằng này rất khệnh khạng. Động vào Mỹ Anh là nó đánh cho hiểu tiếng Trung thì thôi. Không muốn bị cái thằng này nó dọa mãi, Dre về nhà tu luyện võ công bằng YouTube. Sao ông học quý xuống giảng hóa đấy? Chú Han thì hôm nay lên sửa bình nước, tình cờ thấy Dre đang tập võ, đồng thời phát hiện ra vết bầm trên mặt cậu bé. Chú cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà thằng này bố láo với mẹ nó nên là chú Han cũng thấy là đáng đời. Và những ngày ở trường tiếp theo, Dre phải trốn chui trốn lủi như là Sena. Một lần trong lúc đang tránh mặt mấy thằng kia, Dre tình cờ vào căn phòng mà Mỹ Anh đang tập đàn, thấy cô đang mệt mỏi, Dre ở lại làm trò con bò giúp cô thoải mái hơn. Cô bé thì thoải mái nhưng mà Dre thì không, vì vừa ra bên ngoài thì cậu lại va đúng phải mấy thằng bắt dạy kia và bị chúng nó dọa cho đái mẹ ra quần. Ở trường thì bị bạn hù, về nhà suốt ngày phải nghe Super Idol. Dre vô cùng chán nản, nhưng luôn có ánh sáng phía cuối con đường. Dre tìm được đến tia hy vọng cuối cùng của mình. Kung Fu, cậu sẽ học võ rồi đến đánh cho mấy con chó kia một trận. Đèn mỗi cái là nơi cậu đến xem lại chính là võ đường của mấy thằng kia. Thế là học võ ở đây thì không khác gì bị ăn đòn công khai. Chán nản, Dre cãi nhau với mẹ. Ở đây chán lắm, con không muốn đệ đâu. Chú Han chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện, ông cũng muốn giúp đỡ gì đó nhưng mà hiện tại thì chưa làm gì. Mất hết hy vọng, Dre giờ còn cay hơn cả mấy ông trung đội và hai cái bố này. Quang minh chính đại không được, cậu quyết định dùng mưu hèn kế bẩn. Nhân lúc mấy thằng kia không để ý, tạt xô nước cống lên đầu chúng nó. Mày chấu chấu ôn tích đá xe, nhờn với chó thì chó cắn cho trắng mắt ra luôn. Ý tôi là trắng da. Thế là một đàn đuổi theo Dre. Với lợi thế sân nhà cộng với võ công cao cường, chẳng mấy chốc lũ nhóc đã xích cổ được Dre. Chúng mày từ từ, ở đây có cam nhá, đừng đứng vào mặt anh ơi. Mày nói nhá. Dre bị đập cho mờ cả mắt. Trinh định chốt ngày rỗ của Dre thì bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Chú Han xuất hiện giải cứu. Cả bọn lao vào tính ỉ đông hiếp yếu. Chú Han tuy trông hơi lọng khọ nhưng mà trước từng là vệ sĩ cho đại sứ quán. Dăm ba thằng nhóc chả là cái gì với ông, nhưng mà tiêu chuẩn cộng đồng thì có, ra đời còn đi đánh trẻ con. Dre không thể ngờ một tợ sửa chữa lại có thể làm cho những cậu nhóc thiếu niên nằm dễ dụa trên đất như vậy được. Cậu gạ chú Han dạy võ cho mình, nhưng ông không dạy võ để đánh người khác. Nghe này cu, học võ là để tự vệ, cháu học để tự vệ mà, bằng cách đánh vào mẹ chúng nó. Tuy không dạy võ cho Dre, nhưng ông vẫn dẫn cậu đến võ đường của mấy thằng kia để giảng hòa. Bản tính tàn bạo của bọn kia được chính ông thầy Lý này truyền dạy, nhưng chú Han vẫn vào nói chuyện cho ra nhẽ. Lúc này thì đòi về bằng niềm tin. Thầy Lý bắt một trong hai người phang nhau tại đây ngay lập tức, không thì sẽ có thằng phải bỏ về. Gì căng thế anh dai, ngon thì đến kia đâu đấy. Thế là chú An set up được quả kèo Dre sẽ đấu, nhưng mà là ở giải kung fu sắp tới, với điều kiện là từ bây giờ đến lúc giải đấu diễn ra, mấy thằng kia không được động đến lông chân của Dre. Người thấy kèo thơm, thầy Lý nhận ngay lập tức, không quên đưa lời hăm dọa, nếu hai chú cháu không có mặt thì tao xin nhẹ hai cái đầu. Chú Han rất bất mãn với thái độ của sư phụ Lý, nên hứa sẽ dạy Dre kung fu đích thực để thi đấu. Tưởng sắp được đấm vỡ mồm với thằng quát con kia, Dre hớn hở đến nhà chú Han. Mặc kệ mấy trò nỏ mì của Dre, chú Han chỉ yêu cầu cậu lặp đi lặp lại một việc: treo áo lên, lấy xuống, mặc vào, cởi ra, thả xuống, nhặt lên. Những ngày tiếp theo vẫn tiếp tục như thế, mãi võ công chẳng thấy đâu. Nhưng tin tức cậu sắp bị ăn đòn đã lan khắp nơi. Nhưng bị ăn đòn hay không thì Dre vẫn tặng bác lại chuyện võ vẽ, vì Mỹ Anh hẹn cậu đi xem múa rối. Ở đây Dre hứa sẽ đến xem Mỹ Anh thi đàn, tớ cũng hứa sẽ đến xem cậu bị da vàng voi đá đít. Tình cảm của đôi bạn cũng khăng khít hơn, rất khít. Ngày hôm sau Dre vẫn tiếp tục luyện tập, cảm thấy bài học vô bổ. Dre bật
lại chú Hàn. Cậu nghĩ chú chỉ đang chơi mình vì thấy mình hỗn lao với mẹ và quyết định từ bỏ, chấp nhận số phận sẽ bị mấy thằng kia đập cho một trận. Thế trêu thằng nhóc thế cũng là đã đủ. Chú Hàn gọi thằng cu lại và dạy cho thằng nghịch tử bài học đầu tiên về võ thuật. Kung fu xuất phát từ mọi thứ, từ việc mặc cởi áo đến cả việc sắc lọ quay tay, tất cả đều là kung fu. Hôm sau thì hai thầy trò lên núi. Tưởng là đi chùa thắp nang trước cho Dre, nhưng thực ra chú Hàn muốn dẫn Dre đến Long Huyệt, nơi có loại nước có thể giúp Dre tăng đam. Thực ra nói phét cho thằng bé tự tin, nhưng đây là nước suối, dưới kia 20.000 một chai. Trên quãng đường lên núi, Dre tình cờ nhìn thấy hậu duệ của nhà Slytherin, hoặc là một người chơi hệ Nokia nào đấy, vì bà ta đang chơi đùa với con rắn. Dre vô cùng tò mò về thế võ kỳ lạ này. Chú Hàn giải thích đó là xà quyền, để học được nó phải tốn cả một đời. Trở về nhà sau chuyến đi chủ hương, chú Hàn cho Dre vào giai đoạn tu luyện với vô vàn những bài tập vô cùng khắc khổ, đau đớn và mệt mỏi, nhưng mà được đấm vào mồm mấy con chó kia thì khổ mấy cũng chịu. Tinh thần võ thuật đang tăng cao thì chú Hàn lại cho Dre nghỉ một hôm. Thằng này được nghỉ là nhảy phát để chơi với gái. Mỹ Anh lúc này đang lo lắng trong cuộc thi ngày mai, thế là Dre đi rủ cô bé làm tí trà đá cho sảng khoái. Nhưng bất ngờ chưa, cuộc thi của Mỹ Anh diễn ra vào hôm nay. Không những đến muộn mà màn thi của Mỹ Anh cũng không như mong đợi. Mấy ông bà phụ huynh châu Á thì hay đổ thừa, cứ thằng nào ra đèn là có tội. Thế là Dre bị cấm chơi với Mỹ Anh. Buồn vì thất tình, Dre tìm đến chú Hàn tâm sự, nhưng đến nơi thì thấy ông già cũng đang ủ rũ, xong còn lấy đồ đập cái ô tô của mình. Thì ra hôm nay là ngày mà vợ con chú Hàn gặp tai nạn, mà lỗi thì lại không phải là của thằng tài xế bên kia. Quá ân hận vì mình là nguyên nhân của vụ việc, năm nào chú Hàn cũng trở lại xe xong rồi đập lại. Bro, how about tâm lý trị liệu? Con trai chú Hàn lúc mất cũng chạc tuổi Dre, người mất cha, người mất con, hai người như tìm được một nửa còn thiếu của mình. Và thế là họ luyện tập võ công trong đêm tối. Hai chú cháu đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, gậy bên gậy, tay sắt bên đầu, đêm rét tập võ thành đồ chí kỷ. Những ngày tiếp sau đó, Dre với sự quyết tâm của mình dần trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng thi đấu. Còn Mỹ Anh thì tuy đã bị bố mẹ cầm túc, nhưng do màn đọc tiếng Trung rồi ấy của Dre, bố mẹ cô bé vẫn cho phép con gái đi xem giải đấu của Dre. Và thế là giải đấu chuẩn bị bắt đầu. Mấy thằng nhóc của đội sư phụ lý ngồng lòi bao nhiêu thì Dre dù như chó phải bả bấy nhiêu. Black Dre in your area. Mình Dre không thể chống lại bọn Trung Quốc vì chúng nó quá đông và đánh cũng rất đau. Nhưng một khi sự tự tin trở lại, cậu lần lượt xử đẹp từng đối thủ, cứ thế băng băng đến bán kết. Đối thủ của cậu là Lương. Còn Trình thì đấu với khá Bảnh. Anh Bảnh này võ công cũng rất gì và này nọ, nhưng Trình thì áo Trình. Đến trận đấu giữa Lương và Dre, sư phụ lý yêu cầu Lương gặt nhẹ cái chân của Dre, tức là đánh gãy nó. Lương nghe theo và bị loại khỏi giải, cũng như chân của Dre. Chú Hàn thì muốn cậu dừng thi đấu, nhưng đã đến được chung kết rồi không đánh thì nhục, mà đánh thì sợ còn mỗi cái chân giữa. Đánh đi bạn ơi, hay là bạn sợ? Đéo rén. Dù Dre vẫn sẽ tiếp tục thi đấu, nhưng thực lực của hai bên quá chênh lệch, đánh với một thằng què là quá đơn giản với Trình. Một điểm dẫn trước là điều khó tránh khỏi. Lúc này thì hào quang nhân vật chính xuất hiện, Dre hạ được Trình một lần và được đà giành thêm một điểm nữa. Chức vô địch chỉ còn cách cậu một điểm cuối cùng. Trình lúc này thì bắt đầu biết sợ, nhưng mà sư phụ lý gọi cậu ra. Giờ mày nhầm cái giò nó mày đốn cho thầy, lát về thầy mua cho Plus Speed 5. Áp lực của ông thầy cộng thêm cái Plus Speed 5 giúp cậu đạp gãy chân của Dre. Còn ban tổ chức thì kiểu mê không sao. Dre lúc này cực kỳ đau chân và độ khó của giải đấu chính thức được mở lên chế độ Asian. Nhưng cậu vẫn quyết tâm đứng dậy, thực hiện thế xa quyền mà cậu nhìn thấy trên núi lần trước. Võ gián hàng là Lazada này trông hơi đần tí. Trình trông Dre múa thì kiểu vô cùng bối rối. Ai này võ một chân à? Tí mỏi chân thì bố mới bảo. Ông lý ở ngoài thì thúc Trình nhanh cái mẹ lên. Thế là Trình chả suy nghĩ cứ thế mà lao vào. Dre là một quả lộn ngược sút thẳng mặt Trình, giành chiến thắng. Thế là thắng rồi. Ui giời ơi, mẹ Dre vui sướng, chú Hàn vui vẻ, con khá giả Trung Quốc thì gào ầm lên vì đồng bào của mình vừa bị đánh. Trình thua do Trình thua nên quá nhục, chống quê bằng cách tự tay trao cúp cho Dre. Trung Quốc fair play mà. Đoạn tiếp theo thì bị cắt trong bản gốc, sư phụ lý vì quá cay cú đã lao vào đánh nhau với chú Hàn, nhưng mà bị đánh lại cho hiểu luôn đạo lý làm người. Đệ tử của sư phụ lý thế là thấy mình gà thế, nên là từ bỏ ông thầy gian ác của mình để theo đuổi cung phu đích thực. Thứ cung phu giúp một thằng ngoại tộc mới học võ 2 tuần đã vỡ mồm một thằng Trung Quốc học võ từ nhỏ. Đã thế còn được mọi người tung hô. Uầy, võ gì ấy tôi cũng muốn học. Và đó là kết thúc của cái phim này. Tôi lại vui vẻ. Đừng quên để lại một đăng ký cho The Reviewer. Vui vẻ, người chơi đồ và người chơi điện tử để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.